Con chào cô. Dạ cô hãy giới thiệu cho bản thân cô ơi cô. À, cô tên là Trịnh Thị Kim Thủy. Năm nay cô 72 tuổi. À, sau vài tháng nữa cô sẽ định cư luôn ở Lào Mau, Texas, Mỹ. À dạ. À cô ơi, theo mà cô biết đến cô Hải Vân mà cô đến tham gia khóa học này vậy cô? À, trước đây là cô học rất nhiều khóa về địa chấn. Rồi cô tham gia trên cái nhóm cái công y đạo và năng lượng gốc ở trên Facebook, thì có một cái em đã từng là học trò cũ của cô Vân, tức là em Duy Vân ở Nha Trang, thì em có giới thiệu cho mình. Thì em có giới thiệu cho mình học một khóa online từ cách đây chắc hơn một năm hay hai năm, thì mình cũng có đi danh học. Nhưng mà mình nghe được hai buổi thì mình không nghe nữa. Bởi vì thật sự là mình xin lỗi cô Trương Hải Vân là không tin. Mình không tin có những cái mà nó chỉ có can thiệp dao kéo của thẩm mỹ viện thì mới đẹp nhanh như vậy. Nhưng mà bây giờ thì ngày hôm nay là sau mấy ngày học thì các bạn coi, đây là mình cách đây 4 ngày trước. Yeah. Yeah. Đó, và đây là khuôn mặt của mình. Yeah. Sau 4 ngày học. Yeah. Thì các bạn thấy là thật sự là tôi kể cho các bạn nghe là các con gái của mình hay trêu là ba thấy má nhỏ xíu ba thương, chứ thật sự ra là má thì vồ. Lông mày thì nó gồ, mà cái miệng má thì nó hô. Tụi con cũng biết sao mà ba thương má. Nhưng mà ngày hôm nay cảm ơn cô Vân rất nhiều. Bữa nay là các bạn thấy không, trán không còn gồ, lông mày cũng bằng phẳng, cũng đẹp, và đặc biệt là cái miệng là không hô nữa. Là các bạn biết cách đây là 4 tháng là mình bị tai biến. Mình bị tai biến mà cái miệng mình nó sửa rồi đó mà vẫn còn hơi méo méo. Và bữa nay là mình ngậm miệng lại, các bạn thấy không? Và cái clip này nè, các con Thiên Thư, Thiên Di, Ivana, Diana, look at me. Đây là truyền hình trực tiếp, không có dùng app nha. À, và mình muốn nói với các bạn là với cái giá tiền cô Vân lấy để chúng ta thu nhập một kiến thức làm đẹp mà đẹp tuyệt vời như mình, một phụ nữ 72 tuổi, da nhăn nheo mà chỉ có mấy ngày thôi là hiện tại mình bây giờ, thì các bạn thấy rằng với cái mức học phí đó thật sự ra là quá rẻ, thật sự quá rẻ. Đó mà tôi thấy đây này, ở trong cái clip mình đã tới bệnh thẩm mỹ viện Kangji, là khi mà họ mới bắt đầu, họ nói cô ơi tới đi, từ 30 cho tới 35 triệu hết đó. Nhưng mà thật sự khi tôi tới rồi thì cô quản lý tính tổng cộng của cho tôi là 129 triệu mấy trăm đó. Mà đẹp là do gì? Do bơm. Mình nghĩ cái đó nó không thật sự là nó đẹp lúc đó thôi, nhưng mà nó bị hại và lâu dài. Cho nên là lời cuối cùng tôi muốn nói với các bạn, không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ là chưa biết làm đẹp. Mà chúng ta muốn làm đẹp, xin hãy tới học thông điệu.